Hôm nay về có Long Châu có về một cái thấy viếng một cái đài đám ma ở người Tày Lâm Bình Tuyên Quang, đây là xã Bình An. Có những cái các con các cháu làm những cái vật lễ về, đây là ông bà cụ. Đấy. Có đây gọi là cái bức theo tiếng phổ thông người ta bức chướng, nhưng mà người Tày gọi là cái chăn đơn là dịch ra tiếng phổ thông là tiếng Tày là cái phà ma. Còn đây là cũng là một cái làm một cái chân hoa cắm hoa. Còn đây là cái chăn đôi, đây chăn đơn chiếu. Còn cái này là cái chiếu chiếu, cái này là bức chướng của các con chiếu, cháu con gái. À, cái này thập nguyệt gái. Thập nguyệt hoài thai ân tối tối tọng, cái này là mình dịch ra tiếng phổ thông mình cũng không biết, từng viết cái theo kiểu cái nho tam niên nhủ. Cái này là bú hay là bú hay bút đi? Bú đức. Bú đức phi phi khinh. Cái này chịu thôi, mình không biết là cái gì đâu. Cái này cũng là một cái bức trước chân. Còn này là cái này gọi cái gì nhỉ? Cái gọi là cái xe chứ phải không? Xe nhà. Xe nhà gọi là cái nhà cho cái này con trai làm hay là con gái. Cái này con gái phải không? Còn có một cái này nữa, phướn, tính ra là phướn, à là cái màn, cái màn rất là cao, đó, chờ hồi xưa là không cho treo đâu, mà bữa nay là người ta cũng cho treo rồi, hồi xưa là hình như là cấm không cho treo đấy đúng không, chỉ có treo làm dấu treo trong nhà thôi, mà bây giờ pháp luật lại cho treo rồi, phong tục tập quán của người Tày là có những cái lễ như vậy. Ừ. Bây giờ là thoải mái. Đấy. Còn cái che này là che sợ trời mưa nhá, là cái áo mưa áo trước người ta làm mạ che đấy, mà bây giờ về che này lỡ mà trời mưa thì phủ xuống luôn. Còn nếu mà cái kia mưa là phải cất đi luôn chứ. Cái này chưa dán đâu phải không? Chưa còn có một à. Để ở đâu nhỉ? Lấy về dán thôi đã tắm. Đấy, cái này là tượng trưng cái màn. Đây là của các con gái làm chứ không phải con trai đâu, con gái. Đấy. Cái này là của con gái nhé. Con gái làm cái này. Còn như cái kia là con cháu hoặc con gái hay là à cũng dặn con gái. Con gái với cháu gái chứ đúng không? Con gái con gái cháu gái. À con gái cháu gái thì mới có cái kia. À. À theo thứ tự đấy. À. Đấy từ cái giếng đấy là về đây là con gái. À. Còn bà thì dâng lễ cho bà ở trong cái nhà này. À là bà bây giờ rước bà xuống đây rồi. Ừ. Đấy rồi bây giờ thì đang các thầy mo đang làm đây là nó có nhiều cái lễ lắm không biết được đâu. Còn cái này là gọi là lễ gì? Cái này thì là của thầy đấy. À cục phá ngục. À ra phá ngục ấy. Phá ngục gọi là qua lửa qua đồ là đây đúng không? Thật tí là làm chỗ đây phải không? Đây. Đây là các thầy đang làm ở đây. Đấy là các con các cháu đang cúng ở đây, bây giờ mình có nói thì chắc anh em cũng không nghe được hết. Đấy. Còn là con này đã làm rồi đấy. Đây là các con cháu ở trong đây nhá, cầm để mà cầm hương làm lễ. Một lát sau nữa là ông thầy Tào sẽ đổi cái mũ kia. Nghe cái mũ kia là mấy theo tiếng Tày là giải hoan phá ngục, có nghĩa là phá
lục mơ tổng về trời cho ông bà những tội lỗi này nọ coi là làm lại ở trong cái ô khăn trắng này. Đây là các bạn đây đấy, một lúc sau sẽ làm ở trong đây, đi từng cửa một trong khu vực này. Là có bao nhiêu cửa, mỗi một cái miếng kia là một cửa, hai cửa, ba cửa, bốn cửa, năm cửa, hay là phá giải năm cửa, năm cửa, năm cửa môn. Phần đây ở trong nhà, ở trên gọi là gác trên, gọi nhà sàn. Bữa nay là bên người Tày cũng cái sàn như kia hồi xưa là để buộc trâu buộc bò thôi, để gà vịt ở thôi, mà bữa nay là làm gác coi là cũng láng nền, nó đâu đấy hết sạch sẽ để người ở. Với lại trên này là có một cái nhà gọi là cái nhà, gọi là cái nhà 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 táng, nhà táng theo bên người Tày mình đây đấy. Đây là cái phần lễ ở trên gác trên. Đây, đây là bên đây là gọi là cái đưa cái bên bàn thờ tổ tiên, cái phần bàn thờ tổ tiên là cũng đưa xuống cùng nhà táng. Một cái nhà táng của bên người Tày Tuyên Quang là làm cũng rất to, bây giờ là hạn chế bớt rồi. Nó cao. Đấy kia, đấy xuống đến đây. Các phần lễ là về ở đây. Cái đây là bên bên phần này là tổ tiên, còn phần này là người đã khuất, là ở cái khu vực này thắp nhang, rồi là có gậy cả của bà hồi xưa, là bà dùng cái gậy nào là bây giờ để cái gậy ở đấy, hay là những cái gậy ở đấy lế để đây. Mình sẽ quay một vòng cho anh em xem cái nhà táng của người Tài Tuyên Quang là như thế nào. Đây có những cái hình, cũng có ngựa, có mũ, có nón, có đầy đủ, nói chung là đời thường của mình sống ra sao thì có cái đấy, đều là làm cho người đã khuất có đầy đủ hết. Tổng thể ở đây bên này là phần thầy cúng nhé, phần thầy cúng là làm ở khu vực này, nhưng mà bây giờ là đã xuống làm ở dưới kia rồi, là tối nay sẽ làm ở trong khu vực này, có nhiều đội, ví dụ đội này là đội anh em đang thổi kèn, là bây giờ đang rảnh chỗ là đang đánh bài chơi đây. Đánh bài quỷ á, đánh bài quỷ, đánh bài quỷ là bài chơi. Còn những cái bộ cái bộ kèn trống thì đã chuẩn bị xong đâu đấy, là ở trong này à. Thank you.
bắt đầu làm việc của cái tàu ở bên Tuyên Quang này, làm theo phong tục của người tại Tuyên Quang này nha các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng xem cái những cái kiểu làm ma của người tại Tuyên Quang. Tuyên Quang, tỉnh Lâm Bình, huyện Bình An, xã Châu Quân thôn bàn xóm cư cũng phần tin là chú ma văn phong phục vì vong qua mẫu hồn ma thị hoa thì nhà chi kỳ vi thân thao thiếu chiến nà ro tu tơ chi kia na gìn tâm niệm đa quay huy chi a tiền thành nhi giải a tả sú kim thất a ngoạt a cắt ra đoán ra bao hoa điệp thiên a lập anh đàn tu a ti đàn trường cắt ra đoán bao hoa thoát ra nam thương tiêu a rinh tình đổ phá ba đàn ti ma cứ đại a nam quốc Tuyên Quang tính lâm a bình huyện Bình An xã Châu a quân thôn a vàng xóm cư a cùng a phật bao hoa yên tin a chú ma văn a phong đang a phục vi vong qua mẫu hoa hồn ma thị hoa nguyên nam mạnh a rinh ư khi a sứ hoàn yên chính a hoạt thì a thập a nhật vương a thì sứ linh ngưỡng a linh thành thọ đắc a thất a thập mù tuế tiến nư quý a mạo niên thất a ngoạt a sơ a thất a ngoạt sơ nhất a nhật thì a đại hàn a bất a đạt đoán à mà cần đi cần đi phụ cấp đoàn thứ cả tập bài gì vậy con hôn mà để cắt về nặng tay cùng ngày này
lại kết chưa có hoàn thủ lại về đi vô phân nhau hoàn thủ đấy chứ à không là ấy đấy cho ta kết bàn người à lục hà đàn cũng không yêu đi tình đồ hồn hà đàn hà đẹp quý hà lại nằm cho mỗi hà tùng tinh thiên hà cấm cha dị ê cấm cha à cùng hà tùng thường hà ba tùng các hà các hai hà dài hà cùng môn hà tùng hà tuyên hà hà vân 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 hà đi kẹp hiện hà hôn yên hào tình ba cái yêu cửa tình tố niệm bậc bao nhiêu tuyệt đại thánh hà phố quán hà mà là tát đoàn kết hà bồ tát mà là tát Amen buổi sáng rồi các bạn cam cam nó có không khóa vậy thôi chị đeo luôn được thấy vậy đúng mà nè tất cả là phải theo thế nào cảm ơn bài vì mẹ quái phải đến nhang nhang của mưa đâu. Về mi mi chị đấy. Con áo ý rồi. Phải. Yếu quá rồi. Kéo lên rồi. Kéo cũng là con nó thôi. Đang ngủ. Kéo phải áo cốt là con. À, sao anh? Áo ngoài rồi sao? Bác ơi ra ngoài nha con nhé. Bóng nha. Âu nằm chứ ý đầm đéo bên em ơi. Nằm gõ ý đéo bên đi. Thiếu nằm à? Đâu nằm phơi này. À này mới sao đó đốt không? Quên mưa để cứng ạ. Vậy. Cái này cứ ung quá lắm, ung quá lắm, ung đầu tiên lắm. Ừ, chặt quả như. Không biết cái gì à? Không biết cái gì ạ? Chậm quá. À, không bắt được ạ. Vậy nè. Cháu chiếm một con mà. Giống mà cầm lắm, chị giống. Cầm được thẳng lắm. Mà khấn chung chung mọi người. Vâng, khi kính mời các thầy thượng và các vị nhà hiếu ra đón lễ cho, con tạ ơn chuyện nhân gian vui buồn đều có, nhất
thoảng qua, sinh ra trong một kiếp con người, hết ở tối về là lẽ thường thôi. Đời người như chiếc lá rơi, hôm qua còn ở yên lành lá xanh, hôm nay lá đã liền đành, một cơn bão tố cuộc đời lãng tan. Nhất đến chín lắm tới vàng, kèo tôi đã những tháng ngày hắc hiu. Đôi bây giờ là yêu yêu của căn đấm, tượng ở vinh quang, cháu tề ở phúc đơn. Cháu nhất cùng là làm việc với nhau. Vâng, kính kính nhờ các bác Hàng Phường và gia đình là hiếu đón lễ tôi xin mời. Chị nói có vi bằng tỷ mình phải cãi hãm vô nữa. Những việc cõi trần bà về với cõi thiên. Mong bà ơi, đau thương nào biết nói gì. Giờ đây trời hồng người đi buồn mùi. Vâng, vừa rồi là lễ vía của các cháu, bạn của cháu nhất. Con xin cảm ơn tấm lòng hiếu nghĩa của các cháu, gọi là có tấm lòng với bạn lòng thành của báo hiếu nước hồn của mình. Con cảm ơn. Vâng thế, sau đây xin mời các cháu các bạn trà uống nước của gia đình bà hiếu và bạn nhất có lễ lời cảm tạ. Thank you.